Xin chào, chúng mình là Tin Tức Mới, kênh cập nhật thông tin nhanh chóng và chính xác nhất có trong ngày. Ngày hôm nay có thông tin gì nóng hổi mà không thể bỏ qua? Ngay bây giờ hãy cùng mình theo dõi nhé. Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền vụ lùm xùm về quán thịt nướng HD tại Chùa Láng, Hà Nội có hành động chửi mắng shipper do không mặc đồng phục của đơn vị vận chuyển khiến dư luận vô cùng quan tâm. Theo thông tin chia sẻ trên mạng xã hội cho rằng, một nam shipper không mặc áo đồng phục của ứng dụng gọi đồ ăn nên đã bị thu ngân quán từ chối cho nhận hàng. Sau đó, anh này đã ra ngoài cửa nói với các đồng nghiệp khác đang đợi đồ thì được cho mượn áo để khoác lên. Tuy nhiên, người đàn ông mặc áo màu đen, góc trái ảnh, được cho là chủ quán, lại có thái độ gay gắt, lớn tiếng chửi bới, đe dọa. Thậm chí người này còn xưng mày tao với shipper không mặc đồng phục. Sau khi đoạn clip ghi lại sự việc được đăng tải lên mạng xã hội, rất đông người dùng mạng đều thể hiện sự phẫn nộ với thái độ của nam chủ quán, đồng thời đánh giá một sao trên fanpage cũng như ứng dụng giao đồ ăn. Trước làn sóng phản ứng gay gắt của cộng đồng mạng, hiện quán thịt xiên nướng HD đã thông báo đóng cửa tạm dừng bán trên ứng dụng đồ ăn đến ngày 18 tháng 1. Giữa bao táp dư luận, mới đây, một đoạn clip ghi lại những lời nói giải thích và xin lỗi từ nam chủ quán cũng được đăng tải lên Facebook. Đoạn clip này được cho là quay vào tối ngày 11 tháng 1, được đăng lên bởi chính người ngoài cuộc trước đó đã chia sẻ đoạn clip mắng chửi ban đầu. Trong đoạn clip, đầu tiên nam chủ quán cho biết đã gửi lời xin lỗi đến shipper bị mình lăng mạ. Chủ quán này cho rằng nguyên nhân là do anh nghĩ mình bị những shipper trêu ghẹo nên tức tối, nảy sinh những lời bực tức cùng thái độ sai trái. Ngoài ra, nam chủ quán cũng nói về việc quán của mình từ trước đến nay luôn có phương châm ứng xử tốt đối với những shipper đến quán. Cụ thể là quán đã trang bị phòng lạnh để shipper ngồi chờ, chuẩn bị cả nước và kẹo. Nguyên văn lời chia sẻ trong clip của nam chủ quán như sau. Chào mọi người, em là Đức, chủ cửa hàng mà hôm nay có những lời lẽ không kiềm chế bên ứng dụng giao đồ ăn, làm mọi người có cái nhìn sai lệch về việc em có tôn trọng tài xế hay không. Trước tiên, em đã nhận ra sự việc là người bán hàng mà mình không kiềm chế được cảm xúc. Em gửi lời xin lỗi đến anh shipper đấy, anh ấy cũng không để bụng gì cả. Nhưng hành động ngày hôm nay đã vô tình làm cho tất cả những anh em tài xế khác có cái nhìn sai lệch về bọn em. Bọn em cũng là những người lao động như các anh. Bọn em đi lên từ không có gì, cố gắng giữ từng khách một, cố gắng trân trọng từng người ship một. Không phải tự nhiên, bọn em chỉ có một bên giao hàng mà không hợp đồng với những bên khác. Bọn em luôn cố gắng muốn anh em có những trải nghiệm tốt nhất, đỡ khó chịu nhất. Khi tài xế nhờ bọn em có phòng lạnh, có nước, có kẹo, đó là phương châm làm của bọn em. Nhưng chỉ vì một hành động ngày hôm nay khi mà bạn nhân viên từ chối một anh shipper vì không có túi ship và không có đồng phục, sau đó không hiểu mượn ai mà lại có áo. Cái cảm giác của em lúc đấy như kiểu bị trêu ghẹo khiến cho em bực tức và nói những lời không hay một chút nào như vậy, em đã sai hoàn toàn. Sau khi giải thích về hành động bột phát của mình, nam chủ quán thêm một lần nữa xin lỗi các shipper và mong được mọi người quay lại ủng hộ cho quán. Anh này cho rằng bản thân mình đã 30 tuổi nhưng thật sự vẫn còn ngu, vẫn còn dại. Sự việc lần này là một bài học lớn dành cho anh. Anh chia sẻ thêm, rất mong mọi người có cái nhìn khách quan hơn một chút cho sự việc ngày hôm nay. Bọn em xin chân thành xin lỗi các anh tài xế. Mọi người đã từng là khách hàng, đã từng là tài xế lấy hàng của quán sẽ hiểu rõ nhất phương châm bán hàng của bọn em ra sao. Em đã 30 tuổi, nhưng đây sẽ là bài học đáng nhớ cho em. Em vẫn còn ngu, còn dại, nên mong mọi người chỉ chửi bới em và tiếp tục cho bọn em một cơ hội để bọn em tiếp tục cố gắng, tiếp tục phục vụ. Đoạn clip trên được đăng tải và nhận được sự chú ý rất lớn từ cộng đồng mạng. Chế xôn xao về sự việc nam chủ quán mắng chửi shipper thì đã phải bàn tán về clip anh này xin lỗi. Cư dân mạng dường như vẫn chưa thể nguôi giận, tiếp tục chỉ trích và bày tỏ sự bức xúc đối với anh. Nhiều bình luận để lại như khôn 3 năm dại 1 giờ, em vẫn cứ tẩy chay quán nhé, xin lỗi gì tầm này. Lúc chửi người ta thì lớn tiếng lắm, sao giờ lại như thế này? Tuy nhiên, một số khác thì cho rằng mâu thuẫn chắc hẳn có nguyên cớ từ đôi bên. Nam chủ quán đã chủ động xin lỗi và nhận sai thì vẫn nên chờ đợi sự thay đổi tích cực từ quán thịt nướng này. Không ở đấy thì chẳng biết được sự tình như thế nào, quan trọng trong tương lai quán có thay đổi hay không thôi. Thái độ cầu thị như thế này cũng là được rồi, sau này chỉ shipper tiếp thì quán này bán sới thật sự. Hiện tại, sự việc trên vẫn đang được chia sẻ hết sức rầm rộ trên mạng xã hội. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của Tin Tức Mới. Đừng quên nhấn like, share và theo dõi kênh để liên tục cập nhật những thông tin hấp dẫn đến từ chúng mình nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!